phải chăng cứ phải bắt buộc chuộc lỗi, con người ta mới nhận ra lỗi lầm. Bình có lẽ những lúc như thế này đây, mới càng mong ngóng hơn bao giờ hết, được ôm con, được chăm sóc con, được ở bên con, người con mà ngay từ thơ bé đã phải coi ông bà nội là cha, là mẹ. Trong lòng tôi thì tôi cũng cảm nhận được là tôi thấy là tôi là một người cha là vô trách nhiệm với con cái. Tôi rất hờ hẹn với vấn đề đó. Tôi mong rằng con tôi sẽ hiểu cho hoàn cảnh của ba hiện tại. Thì tôi cũng mong là sau này tôi về dành những cái tình cảm, dành những thời gian để cho con cái. Ba tháng tuổi đã không có mẹ bên cạnh, còn ba đang ở trong trại giam cũng đã gần 5 năm nay. Cậu mê vẽ tranh, những bức tranh cậu vẽ là hình ảnh của biển cả, của cánh đồng quê hương, là những ký ức và mong đợi về một gia đình đoàn tụ, nơi có ba và có mẹ. Hiện tại thì tôi chưa thấy cháu có cái năng khiếu gì cả. Tại vì hai cha con thì cũng ít khi có thời gian được ở bên nhau. Cho nên là tôi cũng ít khi khai thác những cái tâm tư nguyện vọng của cháu. Tôi thấy trong này là hình như cháu vẽ ước mơ của cháu là có một cái mái ấm gia đình, có đầy đủ cả ba lẫn mẹ và em. Thằng bé vẽ rất là đẹp. Tôi cũng không ngờ là cháu nó có hoa tay vẽ đẹp như vậy. Con ơi, năm nay con cũng đã 14 tuổi rồi. Chưa bao giờ một lần ba muốn hỏi con là sở thích của con là gì, điều con mong muốn nhất là gì. Nhưng mà khi mà ba nhận được cái món quà của con vẽ tặng cho ba như thế này thì ba hiểu được cái cảm giác của con. Con cần một mái ấm gia đình trọn vẹn như bao nhiêu người để trẻ khác. Ba cũng cố gắng hứa, ba cũng hứa với con là ba sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để sớm trở về với gia đình, sớm được trở về bên con và sẽ thực hiện được lời ước của con.